sông không chỉ núi sông, mồ hôi nước mắt máu hồng trộn pha, một câu Nam Quốc Sơn Hà mà bao thế hệ sông pha chiến trường. Quảng Nam hai tiếng yêu thương, thiết tha tiếng mẹ Thu Bồn gọi con. Có thể nói Thu Bồn Vu Gia là cuống rốn đôi của mẹ Quảng Nam, nuôi dưỡng vùng đất phía đông của dãy Ngọc Linh và đại khối hoa cương A Tuất hùng vĩ. Vu Gia cùng với Thu Bồn đã đắp bồi nên đồng bằng Quảng Nam màu mỡ, đắp bồi nên trầm tích lịch sử, văn hóa phong phú của xứ Quảng. Đầu nguồn Vu Gia là một vùng thiên nhiên hùng vĩ, đầu nguồn Vu Gia là địa bàn sinh sống lâu đời của các dân tộc Cơ Tu, Rẻ Chiêng, Ca Dông anh em. Dòng sông như là sợi dây nối từ quá khứ đến tương lai, và cũng là sợi dây bền chặt mối tình kinh thường sắt son trên đất Quảng Nam. Đỉnh đèo Lò So, một buổi chiều cuối thu, thấp thoáng xa xa là ngôi làng nhỏ thuộc xã Đắc Lô thuộc huyện Đắc Lây, tỉnh Kon Tum. Đèo Lò So trở thành mốc giới của hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum trên đường Hồ Chí Minh. Uốn lượn quanh co dưới chân đèo là những con suối bắt nguồn sâu trong những khu rừng già của dãy Ngọc Linh. Đó là một trong vô số những chi lưu đã tạo nên dòng sông Đắc Mi. Sông Đắc Mi bắt nguồn từ huyện Đắc Lây, đoạn ngoại tỉnh Quảng Nam, có chiều dài 38 km. Len lỏi trong những khu rừng nguyên sinh, Đắc Mi chảy qua các xã vùng cao Phước Thành, Phước Công, Phước Kim, Phước Chánh, đổ về thị trấn Khâm Đức. Hợp lưu với sông Đắc Mi tại Khâm Đức là con sông Nước Chè, chảy từ rừng núi phía tây nam xã Phước Mỹ. Lưu vực sông Đắc Mi, nơi phát nguyên dòng sông Cái, là địa chỉ sinh sống lâu đời của đồng bào Bờ Non, một tộc người chiếm khoảng 65% dân số của huyện Phước Sơn. Người Bờ Non thực ra là một nhánh của dân tộc Rẻ Chiêng, vốn sinh sống tại huyện Đắc Lây, tỉnh Kon Tum. Theo các cuộc thiên di, từ xa xưa họ đã sang định cư trên đất Phước Sơn. Cũng giống như đa số đồng bào thiểu số khác, người Bờ Non sinh sống chủ yếu bằng nương rẫy, nhưng họ sớm biết trồng sen canh và gối vụ, nhiều loại cây trồng khác nhau trên một nương rẫy, đặc biệt kỹ thuật luân canh được đồng bào áp dụng một cách phổ biến. Cư trú lâu đời giữa đại ngàn Trường Sơn, người Bờ Non đã tạo lập nên những nét bản sắc văn hóa riêng, thể hiện qua kết cấu không gian làng, nhà ở, trang phục, phong tục, tập quán, lễ hội, ẩm thực. Các cái suối Phước Sơn nói thật với anh đó là chỗ nào có cá cả, cá niên có, các đủ loại cá. Do đó là cá đối với họ là nó thân thiết, cái bữa ăn của họ hàng ngày. Cá thì có thể là dân ở trên này đó là nếu mà ăn liền ấy, thì họ đun cho lá này, họ đun cái lá chuối đó, rồi họ nấu hay là bỏ vào ống. Còn nếu ăn lâu dài đó thì họ bỏ muối để có thể ăn được một tháng hai tháng. Còn nếu ăn cá chua đó, cá chua mà ăn để uống rượu đấy. Thời kỳ đó là chỉ có điều cần thôi, chủ yếu hay là cà vò là họ uống, họ ăn là họ làm chua ăn với bột lúa đó, bột gạo đó nè, đó thì thấy là họ làm ăn cái thứ ngon quá. Đó là nói về cá thì có những cái loại như thế. Còn nói về cơm đấy, ngoài vấn đề nấu nướng ở bếp thì còn làm cái cơm xoăn đó, ở chỗ ống đấy, để mình đi rừng đi núi mình mang ra đi có thể ăn được 5-6 ngày, 7 ngày. Nhạc cụ cồng chiêng của người Bờ Non gồm hai loại khác nhau. Đó là bộ chiêng gong có từ 10 đến 12 chiếc và bộ chiêng túc có từ 4 đến 6 chiếc. Tùy theo tính chất của các lễ thức nông nghiệp như lễ chọn rẫy, lễ phát dọn rẫy, lễ cúng máng nước, lễ ăn cơm mới hay các lễ thức mà người Bờ Non sử dụng một trong các bộ cồng chiêng ấy,
tiếng chiêng, tiếng trống kết hợp nhuần nhuyễn với điệu múa xoan của các thiếu nữ tạo nên những màn diễn sướng thật rộn ràng. Cổng chiêng Bon Hông không chỉ điệu thức của những nghệ sĩ dân gian mà còn ẩn chứa trong nó âm hưởng của hồn thiêng sông núi, đánh thức sức sống cộng đồng, thôi thúc con người tin yêu vào cộng đồng, cuộc sống. Lưu vực sông Đắc Mi, mà đặc biệt là các xã vùng cao Phước Thành, Phước Lộc, cũng là vùng đất giàu tài nguyên khoáng sản, chủ yếu là vàng. Theo các nhà địa chất, vàng ở Phước Sơn nằm trong dải khoáng hóa vàng Đức Phú, Khâm Đức, kéo dài trên 100 km, rộng khoảng từ 20 đến 35 km, từ Đức Bố, Đức Phú của huyện Núi Thành lên Bồng Miêu, Tiên An, Tiên Hiệp và thượng nguồn sông Chanh. Hiện nay, các mỏ vàng ở đây đã có 23 doanh nghiệp đầu tư và đăng ký khai thác. Trong đó, quy mô nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn vàng Phước Sơn, liên doanh giữa công ty Olympus Pacific Mineral ENC của Canada và công ty cổ phần kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam. Việc khai thác theo lối công nghiệp đã đem lại nguồn thu khá lớn. Giã từ những năm tháng vùng vẫy giữa đại ngàn Trường Sơn, dòng sông Đắc Mi dài trên 50 km, giờ đây đã hóa thân một phần cơ thể của mình thành hồ thủy điện Đắc Mi 4. Công trình thủy điện này nằm trong bậc thang thủy điện của sông Đắc Mi, được khởi công xây dựng từ tháng 4 năm 2007, công suất lắp đặt là 190 MW, tổng số vốn đầu tư 4.800 tỷ đồng. Hiện nay, công trình thủy điện Đắc Mi 4 đã hoàn thành, hàng năm hòa vào lưới điện quốc gia lượng điện năng khoảng 1 tỷ kWh. Thật vui và tự hào khi tận mắt ngắm đường dây 500 kV vươn qua những đồi núi treo leo, tạc thế đứng uy nghi vào đất trời đại ngàn. Đấy là bài ca hùng tráng về sức lao động sáng tạo và bền bỉ của người Việt Nam đang quyết tâm công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nằm giữa vùng núi non trùng điệp, hồ thủy điện Đắc Mi 4 đã trở thành một thắng cảnh của huyện Phước Sơn. Những cánh rừng nguyên sinh quanh năm xanh tốt, soi bóng xuống mặt hồ mênh mang, in sắc mây trời, đang biến nơi đây trở thành điểm du lịch hấp dẫn. Diện tích mặt hồ cũng sẽ là nơi lý tưởng để nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc trong vùng. Xuôi theo hướng từ Nam lên Bắc, dòng sông Đắc Mi chảy về đất Nam Giang và có tên gọi là sông Cái, theo tiếng Việt xưa có nghĩa là sông lớn, sông mẹ. Lượng mưa trung bình hàng năm trên 3.200 mm của đất Phước Sơn đã cung cấp cho sông Cái lượng nước khá lớn, nhất là trong mùa mưa lũ. Men theo dòng sông Cái chạy suốt từ Nam Giang lên Phước Sơn là những tuyến vận tải huyết mạch của quốc gia. Nó cũng là lời minh chứng hùng hồn về vị trí chiến lược của vùng đất phía tây xứ Quảng. Men theo dòng sông Cái còn có quốc lộ 14, bây giờ nằm trong hệ thống đường Hồ Chí Minh. Lịch sử mở đường 14 trong những năm 1930 là những trang sử đầy máu và nước mắt, chứa đựng bao uất hận của đồng bào các dân tộc Quảng Nam dưới ách nô lệ thực dân Pháp, rừng thiêng nước độc, ăn uống thiếu thốn và tình trạng lao động khổ sai đã khiến nhiều người đã phải bỏ mình nơi xứ lạ. Giờ đây, tuyến đường trải dọc phía tây Quảng Nam vắt qua Tây Nguyên vinh dự được mang tên Bác Hồ kính yêu. Con đường ấy đã và đang khơi dậy tiềm năng của một dải đại ngàn hùng vĩ, giúp đồng bào thiểu số hòa nhập nhanh hơn với công cuộc phát triển. Đường Hồ Chí Minh, đại lộ đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phồn vinh, hạnh phúc. Nằm bên bờ sông Cái có một ngôi làng nhỏ nhưng khá nổi tiếng. Đó là làng Dô, thuộc xã Cà Di, huyện Nam Giang. Trong bài thơ dài Nước non ngàn dặm, nhà thơ Tố Hữu đã dành những câu lục bát thiết tha đầm thắm nhất cho ngôi làng này. Ôi làng Dô nhỏ của tôi, cao cao ngọn núi chiếc nôi đại bàng, trăm năm ta nhớ ơn làng, cánh tay che chở bước đường gian nguy. Tháng 2
năm 1942, Tố Hữu cùng Huỳnh Ngọc Huệ, một chiến sĩ cộng sản xuất sắc của đất Quảng, vượt ngục Đắc Lây xuống Nam Giang và được cha con ông Đe, người làng Dô, cứu giúp. Dân làng Dô bây giờ vẫn giữ nhiều kỷ niệm và kỷ vật của Tố Hữu như là niềm tự hào lớn lao của làng. Xuôi qua làng Dô, dòng sông Cái đã hợp lưu với một dòng Thanh chảy từ biên giới Việt-Lào về tại ngã ba sông Bến Rằng. Bến Rằng trước năm 1945 từng là điểm giao thương tấp nập giữa các thương lái người Kinh và đồng bào miền núi. Theo dòng sông Vu Gia, ghe thuyền chở vải vóc, muối, dụng cụ sản xuất lên tập kết tại Bến Rằng để trao đổi hàng lâm thổ sản với đồng bào vùng cao theo những phiên chợ định kỳ. Sông xưa lở bồi, người xưa đã vắng, nước dưới chân cầu vẫn mải miết chảy về phía tương lai. Nhưng những câu chuyện về những phiên chợ đông vui bên Bến Rằng vẫn in đậm mối tình kinh thường thắm thiết. Bến Rằng giờ đây đã trở thành trung tâm hành chính của huyện Nam Giang. Trên vùng đất hai huyện Nam Giang và Phước Sơn có một khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất Quảng Nam. Đó là khu bảo tồn sông Thanh có diện tích 93.250 ha, trong đó diện tích vùng lõi là 108.400 ha. Khu bảo tồn này hội tụ đầy đủ nhất các chủng loại, thể hiện sự đa dạng sinh học cao của cả ba miền đất nước. Hệ thực vật ở đây có 23 loài đặc hữu Việt Nam, 38 loài được ghi trong sách đỏ Việt Nam. Hệ động vật có 55 loài thú, 183 loài chim, 44 loài bò sát, 25 loài cá, 21 loài lưỡng cư, trong đó có 54 loài nằm trong sách đỏ. Khu bảo tồn sông Thanh được nhiều tổ chức khoa học quốc tế quan tâm và hỗ trợ về kinh phí, chuyên môn cho công tác bảo tồn. Trong bối cảnh thiên nhiên đang bị tàn phá ngày càng nặng nề, khu bảo tồn sông Thanh sẽ góp phần tích cực vào việc giữ gìn đa dạng sinh học cho con cháu đời sau. Từ Bến Rằng xuôi theo sông Cái được khoảng 10 km, du khách sẽ đặt chân đến thị trấn Thành Mỹ. Thành Mỹ vốn là thị trấn huyền lỵ của Nam Giang, nhưng bây giờ vai trò ấy đã được chuyển giao. Tuy vậy, Thành Mỹ vẫn khá nhộn nhịp. Từ khi đường Hồ Chí Minh được mở, thị trấn này được chỉnh trang, to đẹp hơn. Người dân cũng sửa sang, xây dựng nhà cửa khang trang. Đây vẫn là trung tâm kinh tế của huyện, là nơi giao thương hàng hóa chủ yếu của huyện Nam Giang. Chảy qua thị trấn Thành Mỹ, sông Cái trước khi xuôi về đồng bằng đã gặp gỡ với dòng sông Bung tại ngã ba Trung Hiệp thuộc thôn Đầu Gò, xã Đại Sơn. Bắt đầu từ đây, dòng sông chính thức mang tên là sông Vu Gia. Trên hệ sông Vu Gia, sông Bung là một sông nhánh có lưu vực rộng nhất với diện tích 2.300 km², nằm trên địa phận cả ba huyện Đông Giang, Tây Giang và Nam Giang. Với chiều dài khoảng 130 km, sông Bung có hai nhánh sông lớn chảy từ biên giới Việt-Lào và Thừa Thiên Huế, đó là sông Đắc Prinh và sông A Vương. Do bắt nguồn từ những dãy núi cao trên 1.500 m, nên sông Bung có lắm gành thác. Lượng nước của sông Bung quanh năm khá điều hòa do lưu vực của nó hàng năm tiếp nhận cả lượng mưa do gió mùa Đông Bắc và Tây Nam tạo ra. Lưu vực sông Thanh và sông Bung là địa bàn sinh sống của đồng bào Cơ Tu. Đây là dân tộc thiểu số có số dân đông nhất tại Quảng Nam và chiếm 75% dân số Cơ Tu tại Việt Nam. Làng cổ truyền của người Cơ Tu thường xếp theo hình elip, nhà gươn đứng giữa, các hộ gia đình xếp xung quanh. Cấu trúc này phản ánh tính cộng đồng cao và được tổ chức rất chặt chẽ của người Cơ Tu. Đồng bào Cơ Tu thuộc ngữ hệ Môn Khmer dòng Nam Á, sống theo lối phát rừng làm rẫy, hoạt động kinh tế phụ còn có chăn nuôi, dệt, đan lát, hái lượm, đánh cá, săn bắn và trao đổi hàng hóa. Hiện nay, với chủ trương phát triển kinh tế xã hội của Đảng, Nhà nước, tập quán canh tác của người Cơ Tu nói riêng, đồng bào miền núi nói chung đã thay đổi rất nhiều. Sản xuất lúa nước có thâm canh đã trở nên phổ biến.
ở nhiều xã miền núi của hai huyện Đông Giang và Tây Giang đang xuất hiện loại cây trồng mới, đó là cây cao su. Những đồi cao su non xanh giữa núi rừng trùng điệp đang làm thay đổi nếp nghĩ, lối sống, tập quán canh tác của đồng bào và cũng đang ấp ủ niềm hy vọng về một ngày mai tươi đẹp hơn. Trong số các dân tộc ít người đang định cư ở ngọn nguồn Vu Gia, người Cơ Tu là dân tộc có ý thức sâu sắc trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Qua bao biến thiên của lịch sử, người Cơ Tu vẫn gìn giữ được gia tài văn hóa rất phong phú và giàu có, thể hiện qua phong tục tập quán, qua trang phục, kiến trúc, điêu khắc, âm nhạc, dân vũ, ẩm thực. Cho đến nay, nhiều làng Cơ Tu vẫn giữ được nghề dệt thổ cẩm. Họ cũng có ý thức hơn trong việc bảo lưu, phát triển nghề thủ công truyền thống này. Với bàn tay khéo léo và sự cần cù nhẫn nại, người phụ nữ Cơ Tu có thể dệt ra nhiều vật dụng như tấm tút, khăn, các loại trang phục cho nam giới và phụ nữ. Đặc biệt, thổ cẩm Cơ Tu được trang trí bằng những hoa văn bằng cườm rất tinh xảo và đa dạng. Mỗi mùa lễ hội về, những trang phục Cơ Tu rực rỡ, quyện trong tiếng cồng chiêng và điệu tinh tung ra giá làm ngây ngất lòng người, làm đại ngàn Trường Sơn cũng dâng trào lên sức sống mới. Theo dòng Vu Gia, người Kinh và đồng bào Cơ Tu từ xa xưa đã thiết lập sự giao thương kinh tế và văn hóa bền chặt. Những câu ca dao còn truyền lại đến giờ là minh chứng hùng hồn cho điều này. Phú bông dệt lụa dệt sa, kim bồng thợ mộc, ô gia thợ rừng. Ô gia chính là ngõ nguồn sông Vu Gia. Khai thác lâm thổ sản qua ngõ nguồn ô gia hình thành ngay từ khi cư dân Đại Việt vào khai khẩn vùng đất Quảng Nam. Gỗ từ nguồn ô gia, thu bồn đã góp phần dựng lên các công trình kiến trúc của thương cảng Hội An. Trên dòng Vu Gia, thương lái người Kinh và đồng bào Cơ Tu đã hình thành nên nhiều điểm trao đổi hàng hóa cho nhau. Cho đến nay, tại Đại Lộc vẫn còn lưu giữ nhiều địa danh một thời từng là nơi họp chợ phiên để mua bán hàng hóa. Đó là các địa danh Hội Khách ở Đại Sơn, Bến Chầu ở Đại Hồng. Làm ăn với đồng bào dân tộc, ra xuất trào tại đây, nên như ông vào để là bữa trào. Họ chuyển ra đây là mình chuyển lên bèn đổi bèn đủ thứ mua bón mặt nè gỗ nè. Tọa lạc tại Hà Tân, chùa Hà Tân nằm ngay tại ngã ba sông Con đổ vào sông Vu Gia. Qua bao bận binh lửa, chùa Hà Tân được trùng tu tôn tạo ngày càng khang trang hơn. Địa thế nằm ở ngã ba sông cũng tạo cho ngôi chùa một phong cảnh thật hữu tình. Sông Con, còn gọi là sông Côn, dài 54 km, bắt nguồn từ đỉnh núi Đồng Dập, giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế, nhận nước của sông Vàng, bắt nguồn từ dãy Bà Nà, rồi xuôi qua Đại Hưng, Đại Lãnh, nhập vào sông Vu Gia tại Hà Tân. Ngày trước, đây là tuyến đường thủy quan trọng để giao lưu kinh tế giữa người Kinh ở Đại Lộc và đồng bào Cơ Tu ở vùng Đông Giang. Bên bờ sông Con, giờ đây vẫn còn lưu lại địa danh Bến Hiên. Tương truyền, có một thương lái tên Hiên đã lập bến tại đây và cái bến này đã mang tên ông. Trong tâm trí của cụ Vấn, một lão thành cách mạng hiện sống ở Đại Hưng và cũng là người khá am hiểu vùng Bến Hiên, thì đầu nguồn sông Con ngày xưa là vùng rừng núi nguyên sơ, xanh tốt, nước sông quanh năm luôn đầy ắp và trong xanh. Trong suốt những năm kháng chiến chống Pháp, hành lang dọc theo sông Con là tuyến đường huyết mạch nối vùng tự do Liên Khu 5 với các tỉnh phía Bắc. Từ hồi trước kháng chiến một là từ đây mà đi lên Hiên, đi qua Ngặt,
ngặt là đi qua Búc, lên Búc tức là xuống Khe Tre Nam Đông là đi Quảng Bình ra miền Bắc, thì tuyến đường đi là như vậy. Nhưng hồi trước là vận chuyển đây là có đoàn ngựa, ngựa kêu là đoàn vận tải bằng đường bộ. Thì ở đây họ đóng quân ở đây, biết trong đoàn bộ đội cũng ở đây, thì họ đi đây rồi vận chuyển là vũ khí chi ngựa đi ra nó tới khu tư rồi trở về đây. Nói thì nhân vật như Bác Phạm Văn Đồng này, như Bạch Mai và một số cán bộ cao cấp ở trang kia đi ra đây thì cũng đi đường đi thôi. Là một trong hai dòng sông lớn ở Quảng Nam, sông Vu Gia có vai trò to lớn trong việc hình thành nên vùng đất và sắc thái văn hóa ở xứ Quảng. Ngay từ xa xưa, các thế hệ cư dân ở hạ lưu Vu Gia đã biết lợi dụng những tiềm năng to lớn của dòng sông vào sản xuất nông nghiệp và giao thông đường thủy. Kho tàng ca dao dân ca, những tác phẩm văn chương bác học còn ghi lại cảnh thuyền bè đi lại tấp nập trên sông, cảnh bờ xe nước và cảnh đạp nước đêm trăng của những đôi trai gái. Tuy nhiên, do bao quát một lưu vực rộng lớn với địa hình chia cắt mạnh, địa chất phức tạp, hệ sông Vu Gia có đặc điểm dòng chảy và thủy văn riêng. Điều này làm cho cư dân sinh sống trên đôi bờ cũng có phương thức sống phù hợp để thích nghi. Định hướng quy hoạch các khu dân cư và các thị trấn dọc dòng sông cần phải được tính toán. Là dòng sông Vu Gia, nó có độ dốc dòng sông rất là lớn. Cái lòng sông thì rất là hẹp và tốc độ dòng chảy cực lớn nữa. Cho nên vào mùa mưa lũ, tác động của dòng sông đối với dân cư hai ven bờ rất là dữ. Dường như các đô thị nào ven sông Vu Gia ấy, kể cả sông Thu Bồn, vùng thượng nguồn đều có một hình ảnh rất là trái ngược với các đô thị ven sông trên thế giới hoặc là ở các vùng miền khác của Việt Nam mình. Đấy là các đô thị đều quay lưng lại với dòng sông, ngoảnh mặt lại với dòng sông. Nếu về định hướng phát triển của các đô thị dọc sông này thì theo quan điểm của tôi, việc đầu tiên là phải bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ cái con người tránh khỏi cái tác động xấu từ thiên nhiên đem lại. Muốn tạo ra được một cái gì bản sắc gì nó, tức là mình tạo ra một cái nét riêng cho các đô thị đấy, thì theo quan điểm tôi là vừa bảo vệ được con người trước thiên nhiên nhưng vừa tạo được bản sắc riêng, cái nét riêng của đô thị ở các khu đô thị dọc sông những cái dòng sông giữ như thế như vậy ấy, thì tốt nhất ấy là gì, là chúng ta hạn chế xây dựng lấn ra sông, tức là mình phải đảm bảo cái dòng chảy ra dòng sông đấy. Với sự đầu tư mạnh mẽ của Trung ương và của tỉnh, cơ sở hạ tầng ở miền núi Quảng Nam ngày càng được mở mang, hoàn thiện. Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở ngọn nguồn Vu Gia đã được cải thiện rõ rệt. Nguồn lực ấy đã kích hoạt sự chuyển động toàn diện và nhanh chóng của miền núi xứ Quảng. Đầu nguồn Vu Gia giờ đây đang trở thành công trường nhộn nhịp của những nhà máy thủy điện lớn. Tiềm năng thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia Thu Bồn được xếp thứ 5 toàn quốc. Riêng trên bậc thang năng lượng sông Vu Gia hiện đã có 9 nhà máy thủy điện đã và đang được xây dựng. 2 dự án đang được thiết kế với tổng công suất là 940 MW. Nguồn vàng trắng này là một động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam nói chung và miền núi nói riêng phát triển mạnh mẽ. Tuy vậy, tự nhiên, qua hàng triệu năm tồn tại, đã hình thành những quy luật hoạt động mang tính chỉnh thể, nên mọi sự can thiệp của con người cần phải thận trọng và đảm bảo tính khoa học. Hành trình của dòng sông là hành trình về với đại dương bao la, về với khởi nguyên của sự sống. Trên hành trình ấy, dòng sông là pho truyện về đất trời, về cõi nhân gian, về quá khứ, về hiện tại và lời nhắc nhở cho tương lai. Thực tế cho thấy rằng đầu nguồn Vu Gia và phần còn lại của xứ Quảng luôn có mối liên hệ mật thiết cả về tự nhiên và xã hội. Sự gắn bó máu thịt ấy xuyên suốt từ ngàn xưa cho mãi đến mai sau. Trên vùng đất hùng vĩ nơi đầu nguồn Vu Gia, giờ đây đang diễn ra sự thay đổi mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự biến đổi ấy cũng đang gióng lên hồi chuông rằng mọi sự tác động của con người cần phải thận trọng và khoa học. Có vậy
mới không phụ lòng cha Trường Sơn hùng vĩ và mẹ Thu Bồn bao dung, đã bao đời cưu mang, nuôi dưỡng, bồi đắp và chở che cho mảnh đất này thành vườn, phì nhiêu và đầy khát vọng vươn tới.